住みやすい日本を作るための情報発信番組台湾ニューマーソン。皆さんこんにちは。今月もベトナム夢神戸のメンバーが日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。前回2021年1月第1回目の放送では、阪神淡路大震災を経験してというテーマで、阪神淡路大震災を経験されたベトナムの方の声を紹介しました。Xin chào quý vị và các bạn.Trong tháng này, các thành viên của Việt Nam yêu mến Kobe xin tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt đang sinh sống tại Nhật Bản. Ở tập trước, trong chương trình phát sóng tháng 1 năm 2021 lần thứ nhất, chúng tôi đã giới thiệu câu chuyện của một người Việt từng trải qua trận đại động đất Hanshin Awaji với chủ đề Trải nghiệm về đại động đất Hanshin Awaji. Cuối năm của Việt Nam, Kobe sẽ được phát sóng ở Kobe, Kobe sẽ được 今回は神戸市危機管理室から佐藤恵里さんにお越しいただきました。今日は、自然災害の時のために準備してくださいというテーマでお話しいただきます。năm nay nhận được sự giúp đỡ trong việc đẩy mạnh hợp tác và tham gia dự án của thành phố Kobe, chúng tôi hân hạnh phát sóng chương trình tiếng Việt này. Hôm nay chúng tôi rất vinh dự khi có sự hiện diện của chị Sato Eri thuộc văn phòng quản lý khủng hoảng thành phố Kobe.Chị sẽ chia sẻ về chủ đề Hãy chuẩn bị cho thảm họa thiên nhiên. Trong lần thu âm lần này thì các thành viên của Việt Nam yêu mến Kobe xin được phép ngồi thu âm tại...nhà, và khách mời của chúng ta là chị Sato Eri sẽ ngồi thu âm từ xa từ văn phòng quản lý khủng hoảng thành phố Kobe. Trước hết, xin mời chị giới thiệu về bản thân. 皆さんこんにちは。私は佐藤と申します。神戸市危機管理室で防災啓発を担当しています。Xin chào quý vị, tôi là Sato. Tôi đang phụ trách mảng bồi dưỡng kiến thức phòng chống thiên tai tại văn phòng quản lý khủng hoảng thành phố Kobe. Kobe 市危機管理室では、自然災害や大きなテロが起きた時、そして感染症などによる健康危機が発生するかもしれないという時に、災害対策本部を設置します。市役所全体で対応するために、情報を集めてどのように対応するのかを決めます。そして避難情報を市民の皆さんにいろいろなツールで発信していきます。Tại văn phòng quản lý khủng hoảng thành phố Kobe, khi thảm họa thiên nhiên và khủng bố quy mô lớn xảy ra, cũng như khi có nguy cơ phát sinh khủng hoảng về vấn đề sức khỏe do bệnh truyền nhiễm gây nên, chúng tôi sẽ thiết lập bộ phận nòng cốt ra đối sách phòng chống thảm họa.Để toàn thể ủy ban hành chính thành phố có thể đối ứng được, chúng tôi thu thập thông tin và quyết định phương châm ứng phó. Và chúng tôi cũng thực hiện việc gửi thông tin sơ tán cho công dân bằng nhiều công cụ khác nhau. この他、防災に関する情報を伝えたり、防災の計画を作るなど、神戸市の防災についての様々な仕事をしています。Ngoài ra,Tôi còn tiến hành nhiều công việc khác về phòng chống thiên tai ở thành phố Kobe, chẳng hạn như truyền đạt thông tin, bồi dưỡng kiến thức về phòng chống thiên tai và lập kế hoạch phòng chống thiên tai cho thành phố. 私の自己紹介をさせていただきます。私はベトナム旅行に2回行ったことがあります。ベトナムのシルクでできた刺繍入りのバッグや雑貨をお土産に買いました。ベトナム料理ではバインセオが好きで、自分で作ることもあります。ビールはハノイビールがお気に入りです。どうぞよろしくお願いいたします。Về phần tôi xin tự giới thiệu về bản thân.
Tôi đã đến Việt Nam du lịch 2 lần. Tôi có mua một chiếc túi thêu bằng lụa và một vài món phụ kiện khác tại Việt Nam để làm quà kỷ niệm. Tôi rất thích món bánh xèo Việt Nam và đôi khi còn tự nấu nữa. Riêng về bia thì tôi thích bia Hà Nội và rất mong mọi người giúp đỡ. 年々ひどくなる風水害、いつ起こるかわからない地震などの災害への備え、準備がますます大切になってきています。本日はいろいろな自然災害の時のために準備してくださいというテーマでお伝えさせていただきます。Việc chuẩn bị cho những thảm họa như bão lụt mỗi năm một nặng hơn và những trận động đất không biết khi nào sẽ xảy ra ngày càng trở nên quan trọng. Hôm nay, tôi muốn nói với các bạn về chủ đề Hãy chuẩn bị cho thảm họa thiên nhiên. 自然災害について知りましょう。地震についてです。地震が起こるとどんなことが起きるでしょう。一番左の絵では家やビルにひびが入り倒れそうです。海底で地震が発生すると海が大きく動きます。津波が来ます。山が崩れる土砂災害が起きて家が流されるかもしれません。地震の時は火事になるかもしれません。料理のガス、ストーブ、漏電に注意してください。地震は急に起こって大きな被害をもたらすかもしれません。Hãy cùng tìm hiểu về thiên tai. Thứ nhất là về động đất. Điều gì xảy ra khi có động đất? Trong hình đầu tiên, bên trái, nhà cửa bị nứt và sắp đổ. Khi động đất xảy ra dưới đáy biển, nước biển chuyển động rất mạnh và có sóng thần. Lở đất trên núi có thể xảy ra và ngôi nhà của bạn có thể bị cuốn trôi. Trong trường hợp động đất, có thể xảy ra hỏa hoạn, hãy cẩn thận với ga đun nấu, bếp và giỏ rỉ điện. Động đất có thể xảy ra đột ngột và gây thiệt hại lớn. 大雨、台風についてです。日本の大雨、台風はどんなものでしょう？日本では6月から7月は梅雨です。たくさんの雨が長く降ります。7月から10月は台風の発生、接近、上陸が多いです。広い範囲で大雨、暴風、高波などをもたらし、大きな災害を発生させます。台風から離れた地域でも湿った空気が入ってきて、集中豪雨になります。警戒しなければなりません。動くのが遅い台風は、強い雨や強い風が長時間続きます。動くのが早い台風は、風や雨が急に強まります。台風の種類が違うと、災害の種類が変わります。Thứ hai về mưa lớn và bão. Mưa lớn và bão ở Nhật Bản như thế nào? Ở Nhật Bản, mùa mưa hay còn gọi là tsuyu kéo dài từ tháng 6 đến tháng 7. Trời mưa nhiều trong một thời gian dài. Bão đến nhiều từ tháng 7 cho đến tháng 10, gây ra mưa lớn, gió to, sóng cao, vân vân trên diện rộng và gây ra những thảm họa nghiêm trọng. Ngay cả ở những khu vực cách xa cơn bão, không khí ẩm có thể tràn vào và gây mưa lớn. Các bạn phải cảnh giác. Bão di chuyển chậm gây mưa to và gió lớn trong thời gian dài, còn bão di chuyển nhanh sẽ gây gió và mưa mạnh đột ngột. Bão khác nhau sẽ gây ra các loại thiên tai khác nhau. 台風が来ると災害が起こります。例えば土砂災害や高潮です。堤防を越えて川が氾濫することもあります。家の中に水が入ってくるかもしれません。台風が日本に近づいていると分かったら、すぐに防災のために行動することが大切です。Khi bão đến, thiên tai và thiệt hại sẽ xảy ra. Ví dụ như thảm họa sạt lở đất và triều cường, nước sông cũng có thể tràn qua, tràn lên bờ kè. Nước có thể tràn vào nhà. Khi một cơn bão đến gần Nhật Bản, điều quan trọng là phải hành động ngay lập tức để phòng chống thiên tai thiệt hại. 情報をもらってください。地震や台風の時、まず何をしますか？情報をもらいましょう。兵庫県の防災情報を伝えている兵庫防災ネットアプリ版や神戸市の公式ホームページで確認してください。英語やベトナム語などたくさんの言葉で見ることができます。また日頃の備えに役立つ情報は神戸防災ポータルサイトで見ることができます。
QR コードでアクセスしてみましょう。Thứ hai, chúng ta hãy cập nhật thông tin. Phải làm điều gì đầu tiên trong trường hợp động đất hoặc bão xảy ra? Hãy cập nhật thông tin. Vui lòng kiểm tra phiên bản ứng dụng mạng lưới phòng chống thiên tai Hyogo, truyền tải thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hyogo và trang web chính thức của thành phố Kobe. Bạn có thể đọc nó bằng nhiều ngôn ngữ, chẳng hạn như tiếng Anh và tiếng Việt. Ngoài ra, thông tin hữu ích cho việc chuẩn bị hàng ngày có thể được tìm thấy trên cổng thông tin phòng chống thiên tai Kobe. Hãy thử truy cập bằng mã QR. 自分を守ってください。次にもし地震が来たら、まずどんな行動をしますか？自分を守る行動を取りましょう。地震の時、まず自分を守りましょう。テーブルの下などに入ってください。姿勢を低くします。頭を守ります。動かないでください。Tiếp theo, chúng ta phải tự bảo vệ mình. Bạn sẽ làm gì đầu tiên nếu một trận động đất xảy ra? Hãy hành động để bảo vệ chính mình. Trong trường hợp có động đất, hãy tự bảo vệ mình trước. Hãy chui xuống gầm bàn, cúi thấp người, bảo vệ đầu của bạn và đừng di chuyển. 安全なところへ避難してください。その後はどういう行動をしますか？安全な場所に避難してください。緊急避難場所や親戚やお友達の家など安全な場所に行ってください。Tiếp theo, các bạn hãy sơ tán đến nơi an toàn. Bạn phải làm gì ngay sau khi thiên tai thảm họa xảy ra? Hãy sơ tán đến nơi an toàn, chẳng hạn như địa điểm sơ tán khẩn cấp hoặc nhà của người thân hoặc nhà của bạn bè của mình. これは緊急避難場所、避難所にある看板です。学校や学校のグラウンドなどにあります。緊急避難場所は命を守ることを最優先に、災害の危険から逃げるための場所です。災害の種類、土砂災害、洪水、津波ごとに決まっています。なぜなら、災害の種類が違うと安全ではない場所があるからです。Đây là biển báo tại địa điểm hoặc là nơi sơ tán khẩn cấp. Nó được đặt tại các trường học hoặc sân trường. Nơi sơ tán khẩn cấp là nơi bạn có thể thoát khỏi thảm họa với ưu tiên đầu tiên là bảo vệ tính mạng của bạn. Nơi sơ tán khác nhau với từng loại thiên tai, thảm họa sạt lở, lũ lụt, sóng thần. Điều này là do những nơi không an toàn cho các thảm họa khác nhau. 避難所は自分の家が壊れてしまって帰ることができないときに行きます。避難所では一定期間避難生活ができます。どんな災害でも使うことができる建物です。Các bạn đến nơi sơ tán khi nhà bị hỏng và không thể về. Tại trung tâm sơ tán, bạn có thể sinh hoạt trong một thời gian nhất định. Đây là một tòa nhà có thể sử dụng trong bất kỳ thảm họa nào. 新型コロナウイルス感染症予防のために避難所ではない場所に避難することも勧めています。自宅が安全な場所にあれば自宅に、親戚や知人などの安全な場所への避難もお勧めしています。Chúng tôi cũng khuyến khích các bạn nên sơ tán đến những nơi khác ngoài trung tâm sơ tán để ngăn ngừa lây nhiễm virus corona chủng mới. Nếu nhà của bạn ở một nơi an toàn, chúng tôi khuyên bạn nên ở nhà hoặc sơ tán đến một nơi an toàn khác như nhà của người thân hoặc người quen. 街には例えばどんなサインがありますか？これは津波の緊急避難場所を示すマークです。町の電柱などにあります。避難場所までの行き方がわかります。Vậy có những biển báo nào trong thành phố? Đây là biển báo chỉ nơi sơ tán khẩn cấp khi có sóng thần. Nó được dán lên cột điện trong thành phố. Bạn có thể xem cách đi đến địa điểm sơ tán qua biển báo này. 準備をしてください。今日から準備できることは何ですか？地震や大雨などの災害の時にどうしますか？家族と話し合ってください。例えば、どうやってどこに逃げますか？安全な場所はどこですか？
災害が起こった時何を持っていきますか？災害の後はどこで家族と会いますか？家族と話して家族のルールを作ってください。そしてそれをメモにしておきましょう。 Tiếp theo, hãy chuẩn bị với gia đình của mình. Bạn có thể chuẩn bị những gì ngay từ hôm nay? Bạn làm gì trong trường hợp xảy ra thảm họa như động đất hoặc mưa lớn? Hãy bàn bạc với gia đình của bạn. Ví dụ, các bạn hãy chạy nạn lánh nạn bằng cách nào và chạy đi đâu? Đâu là nơi an toàn? Bạn nên mang theo những gì khi có thiên tai? Bạn gặp gia đình mình ở đâu sau thảm họa? Bạn bàn với gia đình của bạn và đưa ra các quy tắc, luật lệ trong gia đình và ghi chú nó lại. ハザードマップです。広報誌神戸防災特別号暮らしの防災ガイドを見て説明します。暮らしの防災ガイドでハザードマップを見てみましょう。災害の表示を見て自分の住んでいるところがどうなっているのかを見てみましょう。 Đây là bản đồ nguy hiểm hay còn gọi là bản đồ xác suất thiên tai. Tôi sẽ giải thích bằng bản tin Kobe số đặc biệt về phòng chống thiên tai, hướng dẫn phòng chống thiên tai cho cuộc sống. Chúng ta hãy xem bản đồ nguy hiểm trong hướng dẫn phòng chống thiên tai cho cuộc sống. Nhìn vào phần hiển thị thảm họa để biết điều gì đang xảy ra tại nơi bạn sinh sống. 暮らしの防災ガイドには、ハザードマップ、土砂災害、水害に関する危険予想箇所図など、避難所、防災に関する情報を集める方法、警報や避難情報が出た時にどうやって避難したらいいか、災害ごとの特徴などを表しています。日頃からの備えとして準備しておくもの、避難経路などを確認してください。神戸市では暮らしの防災ガイドを1年に1回、6月に全ての家にお渡ししています。神戸市ホームページでハザードマップを検索すると、ハザードマップウェブ版を見ることができます。外国語版では英語、中国語、韓国語もあります。Về hướng dẫn phòng chống thiên tai cho cuộc sống bao gồm bản đồ nguy hiểm, bản đồ xác suất thiên tai, bản đồ các điểm nguy hiểm dự kiến thiên tai đến sạt lở đất và lũ lụt v.v. và đặc điểm của từng loại thiên tai như trung tâm sơ tán, phương pháp thu thập thông tin về phòng chống thiên tai, cách sơ tán khi có cảnh báo và thông tin sơ tán, kiểm tra những gì bạn cần chuẩn bị và các tuyến đường sơ tán hàng ngày. Tại thành phố Kobe, một hướng dẫn phòng chống thiên tai sẽ được phát cho tất cả các gia đình mỗi năm một lần vào tháng 6. Bạn có thể xem phiên bản website của bản đồ nguy hiểm bằng cách tìm kiếm keyword bản đồ nguy hiểm trên trang chủ của thành phố Kobe. Phiên bản tiếng nước ngoài thì bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn cũng đang được cập nhật và có sẵn. 我が家の災害避難メモです。これは我が家の災害避難メモ、マイタイムラインです。家の周りに危ないところはありますか？どこに避難しますか？いつ避難しますか？どのくらい時間がかかりますか？考えてください。家族で話し合ってください。災害の前にメモしておきましょう。Đây là bản ghi nhớ về thiên tai và sơ tán của gia đình mình. Bản ghi nhớ về thiên tai sơ tán dòng thời gian của tôi hay là của gia đình tôi. Xung quanh về nhà có nơi nào nguy hiểm không? Nên sơ tán ở đâu? Khi nào sơ tán và mất bao lâu? Các bạn hãy suy nghĩ về nó. Hãy thảo luận với gia đình bạn và hãy ghi chú lại trước khi thảm họa xảy ra. 災害に備えてカバンの中に何を準備しますか？避難の時に何を持っていきますか？新型コロナウイルスも心配です。これから言うものを準備してください。Và các bạn chuẩn bị gì trong túi để đề phòng khi có thảm họa? Bạn nên mang theo những gì khi đi sơ tán? Và hiện nay virus corona chủng mới cũng rất đáng lo. Hãy chuẩn bị những gì tôi liệt kê sau đây.パスポート、お金。Thứ nhất, hộ chiếu và tiền. 水、食べ物、薬。Tiếp theo là nước, đồ ăn và thuốc.
ライト、ラジオ。電話台、ラジオ。携帯電話、スマホ、充電器。Tiếp theo là điện thoại di động, smartphone và cả đồ sạc. 歯ブラシ、ティッシュ、衣類。Các bạn cũng đừng quên bàn chải, khăn giấy và quần áo. 毛布、寝袋、防寒具、雨具。Cả chăn, túi ngủ, đồ chống lạnh và đồ đi mưa. マスク、消毒液、体温計。Và đặc biệt khẩu trang, dung dịch khử độc và cả nhiệt kế.これ以外にもあると良いと思うものを加えておきましょう。避難所では新型コロナウイルス感染症予防のためにマスク、消毒液、自分用の体温計も準備しておきましょう。そして手洗い、うがい、マスクの着用、手指消毒などをしてコロナウイルスの予防をしましょう。Ngoài ra, hãy mang theo thêm một số đồ vật, những thứ mà bạn thấy là cần thiết.Tại trung tâm sơ tán, hãy chuẩn bị khẩu trang, dung dịch khử trùng và nhiệt kế của riêng bạn để ngăn ngừa lây nhiễm virus corona chủng mới. Sau đó, rửa tay, súc miệng, đeo khẩu trang, khử trùng tay để ngăn ngừa virus corona. 避難所にあるものです。避難所には何があるでしょうか？避難所には毛布、敷物、サバイバルシート、水、アルファ化米、ツナ缶、粉ミルク、生理用品、紙おむつがあります。避難所にあるものでもできるだけ自分で持っていき、自分に合うものが必要ならそれを準備しましょう。他のものは自分で準備しなければなりません。それは何日分必要ですか？ Đây là những thứ có ở nơi sơ tán. Các bạn có từng nghĩ có gì ở nơi sơ tán không?Nơi sơ tán có chăn, có khăn trải sinh tồn, có nước, gạo ăn liền, cá ngừ hộp, sữa bột, đồ vệ sinh phụ nữ và tã giấy. Mang theo càng nhiều càng tốt, ngay cả khi có sẵn ở nơi sơ tán và chuẩn bị những gì phù hợp với bạn. Các bạn phải tự chuẩn bị những thứ khác, các bạn cần chuẩn bị cho bao nhiêu ngày, hãy suy nghĩ về nó. 家庭での備蓄量です。準備して蓄えておくことを備蓄と言います。家ではどれくらい備蓄する必要がありますか？地震、津波などの災害に備えるために、1人当たり3日分、できれば1人1週間分以上準備してほしいです。Về dự trữ đồ tại nhà, chuẩn bị và dự trữ thì gọi là việc lưu trữ dự trữ. Cần dự trữ bao nhiêu tại nhà?Chúng tôi muốn bạn chuẩn bị đồ cho 3 ngày hay tốt nhất là 1 tuần hoặc hơn 1 tuần cho một người để sẵn sàng cho các thảm họa như động đất và sóng thần. 1週間備蓄の例です。1週間の備蓄の例はどんな感じでしょうか？1日目から3日目は冷蔵庫や冷凍庫の中にあるものを食べます。さらに買い置きしている食べ物を食べます。4から7日目はレトルト食品、フリーズドライ食品など美味しい非常食を食べます。レトルト食品やフリーズドライ食品はカセットコンロとボンベで調理ができる食べ物です。Đây là ví dụ về việc dự trữ đồ ăn cho một tuần. Lượng dự trữ cho một tuần sẽ như thế nào? Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ ba, chúng ta ăn những gì có sẵn trong tủ lạnh và tủ đông.Ngoài ra, hãy ăn thức ăn mua rồi, mua sẵn trước đó mà chưa ăn. Từ ngày thứ tư cho đến ngày thứ bảy, chúng ta ăn những thức ăn khẩn cấp nhưng rất là ngon, nên là thức ăn đóng túi, thức ăn đông khô. Thức ăn đóng túi và thức ăn đông khô là những thực phẩm có thể nấu bằng bếp cassette và bếp ga nhỏ. Rolling stock 法を活用しましょう。備蓄をどのようにすると無理なくできますか？4から7日目はローリングストック法をやってみましょう。まず1つ目に、非常食を多めに購入して備えます。次に、期限の近いものから食べます。そして、1ヶ月に1回程度の頻度で保存のできる非常食を食べて、食べた分を新しく買い足します。まあ、はい、使用方法、dự trữ ローリングストック。
làm thế nào để chúng ta có thể dự trữ một cách dễ dàng vào ngày thứ tư đến ngày thứ bảy thì chúng ta hãy dùng phương pháp rolling stock này. Đầu tiên là bạn hãy chuẩn bị một lượng lớn thức ăn khẩn cấp. Thứ hai đó là tiếp theo, bạn hãy ăn những cái đồ mà hạn sử dụng ngắn và dễ hết hạn trước. Sau đó ăn thức ăn khẩn cấp đã được dự trữ và mua thức ăn mới bù vào phần đã ăn khoảng một tháng một lần. 準備してください。家の中を安全にするためにどうしたらいいでしょうか。家具が倒れないように L 字金具で壁に固定しましょう。突っ張り棒で動かないようにしたりしましょう。 Tiếp theo là chúng ta hãy chuẩn bị ngay ở trong nhà của mình. Bạn có thể làm gì để giữ an toàn trong ngôi nhà của mình?Hãy cố định đồ đạc vào tường bằng phụ kiện kim loại hình chữ L để đồ đạc không bị đổ và hãy cố gắng ngăn sao cho đồ đạc không di chuyển bằng gậy ngang. 他に家の中を安全にするためにどうしたらいいでしょうか。家具は寝ている場所に倒れない場所に置きましょう。また背の高い家具を置かないようにしましょう。家具が倒れた時にドアを開けることを邪魔しないような場所に置きましょう。Tiếp theo là bạn có thể làm gì khác để giữ an toàn cho ngôi nhà của mình? Hãy đặt đồ đạc sao cho chúng không đổ xuống chỗ bạn đang ngủ. Ngoài ra, không nên dùng đồ quá to. Đặt đồ vị trí sao cho khi bị đổ, đồ đạc sẽ không cản trở bạn mở cửa. 近くの人と知り合いになってください。最後に大切なことは何でしょうか。隣の家の人を知っていますか。近くの人と知り合いになってください。友達になってください。地震や台風の時、近くの人は皆さんを手伝います。皆さんも近くの人を手伝ってください。 Và các bạn hãy quen biết, làm quen với những người xung quanh.Cuối cùng thì điều gì là quan trọng? Bạn có biết người ở nhà bên cạnh của mình không? Hãy làm quen và làm bạn với ai đó ở gần. Trong trường hợp động đất hoặc bão lụt, những người ở gần sẽ giúp đỡ bạn. Các bạn hãy giúp đỡ cả những người xung quanh của mình nhé. 皆さんに日本の災害を知ってもらい、災害への備えをしてもらい、日頃から安全に暮らし、災害が起こったら避難する行動をしてほしいと思います。今日は自然災害に備える方法について5つの段階。1つ目、自然災害について知りましょう。2つ目、情報をもらってください。3つ目、自分を守ってください。4つ目、準備してください。5つ目、近くの人と知り合いになってくださいに分けてお伝えしました。Tôi rất muốn mọi người biết về thiên tai ở Nhật Bản, chuẩn bị cho thiên tai, sống an toàn hàng ngày và thực hiện các hành động sơ tán trong trường hợp xảy ra thiên tai. Hôm nay, tôi đã giới thiệu 5 bước để chuẩn bị cho một thảm họa thiên nhiên. Thứ nhất, tìm hiểu về thiên tai. Thứ hai, cập nhật thông tin. Thứ ba, tự bảo vệ mình. Thứ tư, chuẩn bị. Và thứ năm, làm quen với những người xung quanh.以上、佐藤さんからお話をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。で、私も今日の話を聞いていて、一つ思い出したことがあります。それは自分がこう少し短い間でしたけども、アメリカに滞在した時のことですね。やはりその短い滞在の中でも大雨が急に降ってきて、でスマートフォンを持ってるんで急に危険ですっていう風な形でGoogle が言ってきたことがあったんですね。ただ自分にとってその Google が危険ですって言ってるのがどの程度危険なのかわからない。家にこのままいていいのか、それとも避難すべきなのか、でも周りの人はどうしてるのかわからないっていう、そういうなんかそのどうしたらいいかわからないっていう状況に陥ってしまったことがあったことを思い出しました。っていうので最後のお話にも近くの人と知り合いになってくださいっていう話もありましたし、あとはもう少し前のところでも準備をするっていうこと、先に情報を知っておくということ、そういうことがやはりすごく大事になるんだろうということを感じました。あとやはり私もアメリカ
メリカにいたのは短い時間だったんで、そんなに、なんて言うんでしょう、備蓄をたくさんするっていうわけでもなかったんですけど、でも、まあ、短いその出かけるときにでも、その日常の中でも、いつ何が起こってもいいように、少しだけでもこう常に水を持ち歩くとか、チョコレートとかキャンディーとか持ち歩くとか、まあ、飴とかですね、そういうのも、すごく、まあ、日頃の心がけですね、の少しずつこう食べ物を用意したり、飲み物を用意したりしておくっていうのは、すごく重要になるんだろうと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆうさん、何かありますか？ふうさんの一般的に言うと。Vâng, thì mình cũng muốn nói thêm một chút cái phần lúc nãy vì anh hay anh chị có nói là về kinh nghiệm và cái trải nghiệm của anh khi anh ở bên Mỹ thì anh cũng có gặp những cái thiên tai, những cái thiên tai mà về thiên nhiên xảy ra chẳng hạn thì anh cũng không biết là nên chuẩn bị những gì rồi mình dựa vào đâu để có thể đi sơ tán, đi lánh nạn trong trường hợp khẩn cấp.Thì anh cũng có xác nhận lại một lần nữa, đó là chúng ta phải chuẩn bị trước, chúng ta phải dự trữ những cái đồ cần thiết như là nước uống hay là một chút đồ ăn nho nhỏ, ví dụ như là sô-cô-la mình để sẵn ở trong cặp hay là trong người để khi mà có những cái tình huống xấu xảy ra thì mình có sẵn những cái đồ đấy để cứu trợ, để bảo tồn cái sinh mạng của mình. Rồi mình cũng nên làm quen với những người xung quanh, với hàng xóm, với cái người bên cạnh nhà của mình phải biết là họ là ai, để khi mà cái trường hợp xấu xảy ra mình có những cái người ở bên cạnh để nương tựa, để giúp đỡ lẫn nhau, rồi mình không biết gì thì mình có thể hỏi người ta. Và đặc biệt với người Việt Nam thì khi mà tiếng Nhật của mình còn yếu thì mình cũng nên thường xuyên nghe ngóng và cập nhật thông tin hàng ngày qua những cái trang web, cổng thông tin như là chị Sato giới thiệu chẳng hạn, như là cổng thông tin Hyogo rồi là của thành phố Kobe, để biết được rằng là trong những cái trường hợp khẩn cấp như vậy thì chúng ta nên chuẩn bị gì, chúng ta nên trang bị những cái kiến thức như thế nào để phòng chống và bảo vệ tính mạng của chính mình, của người thân và của bạn bè của mình nữa. Và đặc biệt là mình cũng nên lan rộng những cái thông tin mà mình hiểu biết được cho những người xung quanh, để tất cả mọi người cùng nhau giúp đỡ và cùng nhau có thể đối ứng một cách nhanh nhất khi mà cái trường hợp xấu xảy ra. Vâng ạ. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.